khi trang mạng Chân Dung Quyền Lực xuất hiện với những bài viết gay gắt cùng hình ảnh của ông Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì người theo dõi trang mạng này vẫn cho rằng thông tin thổi phồng và các phe phái cung cấp thông tin hình ảnh của gia đình ông Phúc chẳng qua là tranh giành quyền lực, ăn chia không đều, cũng như hạ nhục đối tượng trong bước tiến của ông ta vào chức thủ tướng sắp tới khi hội nghị trung ương cơ cấu nhân sự diễn ra. Cơ quan báo chí của đảng không lên tiếng đã phá như thường lệ, mặc dù những khuôn mặt xuất hiện trên Chân Dung Quyền Lực không chừa một ai. Người theo dõi trên mạng không quên câu chuyện của quan làm báo trước đây, đã từng một thời gian gây sóng gió trong giới truyền thông trong và ngoài nước. Vậy mà báo chí lề phải, nếu nói tới quan làm báo, chỉ viết theo quan điểm đấu tố, đây là nguồn thông tin xuyên tạc, phản động và có mục đích tuyên truyền cho một cá nhân nào đó hưởng lợi, và quan làm báo hoàn toàn không được xem là một nguồn thông tin đáng tin cậy. Các nhân vật cấp cao chỉ đích danh quan làm báo là trang mạng phản động và kêu gọi cán bộ đảng viên không được đọc nó. Sau quan làm báo là Tư Sa Nham Hiểm, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang xuất hiện trên không gian mạng. Mỗi trang có một cách nâng tên tuổi của chính mình lên và thông thường, những bài báo đánh kẻ khác đều núp dưới hình thức của bạn đọc gửi tới. Tất cả các trang có vẻ lề trái ấy chưa bao giờ được báo chí chính thống trích dẫn như một nguồn tin đáng tin cậy. Nhưng lần này Chân Dung Quyền Lực không những được trích dẫn mà còn theo sau nó cập nhật những thông tin mà nó loan tải. Các tờ báo lớn trước tiên là Lao Động, rồi lần lượt được các báo khác đăng lại tin tức về ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được mang về Việt Nam từ bệnh viện ung thư tại Seattle. Những tin tức ấy đầu tiên được chính Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp nhận khi ra lệnh cho An ninh Phi trường Đà Nẵng chuẩn bị biện pháp an ninh để đón ông Thanh, người được xem là đứa con ưu tú của Đà Nẵng, nay trở về để tiếp tục chữa bệnh. Báo Lao Động rồi Thanh Niên, Tuổi Trẻ loan tin này nhưng không dẫn nguồn bất cứ cơ quan nào trong nước, kể cả ban nội chính trung ương, là nơi có thẩm quyền phát ngôn, mà chỉ nói bâng quơ là theo nguồn tin trên mạng. Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng lúc ban đầu cũng nói thế, và Ban An ninh sân bay cũng nói không khác. Ngày máy bay hạ cánh ban đầu được Chân Dung Quyền Lực thông báo vào chiều ngày 2 tháng 1, nhưng sau đó chính trang này cho biết do có trục trặc nên hoãn lại ngày 6 tháng 1, và cuối cùng là thời tiết xấu nên hoãn lại lần nữa. Chiếc chuyên cơ y tế chở ông Nguyễn Bá Thanh và gia đình sẽ đáp xuống phi trường Đà Nẵng vào 8 giờ rưỡi tối ngày 9 tháng 1 này. Chân Dung Quyền Lực nói tới đâu, báo chí và dân chúng chạy theo đến đấy. Người dân Đà Nẵng yêu mến ông Thanh ra sân bay ngồi chờ đón ông, không chịu ra về, và có người còn nói thẳng rằng theo Chân Dung Quyền Lực nói thì ông Thanh sẽ xuống vào ngày hôm nay. Rồi người khác nói vậy chứ không thấy báo nhà nước đều đăng tin theo nó hay sao? Hiện tượng khá bất ngờ này được nhà báo Lê Phú Khải, phóng viên Đài Truyền hình Trung ương, nay đã về hưu, cho biết những quan sát và kinh nghiệm của ông sau nhiều chục năm làm việc trong hệ thống truyền thông nhà nước. Ông nói: trong nước thì anh em cũng bàn nhiều về cái trang mạng Chân Dung Quyền Lực, thì bây giờ nó là một cái gọi là nhiễu loạn thông tin, hơn nữa là các cái nhóm lợi ích, các phe phái anh nào cũng muốn dùng thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng, bởi vì thông tin mạng bây giờ người ta đọc nhiều, cái phần thử ra cũng có cái sự lạm dụng cái thông tin mạng đó để mà hướng dẫn cho loại. Trước đây đó thì người ta đọc báo lại phải thì mới nói có nửa sự thật thôi, mà các cái trang mạng thì thường là nói hết sự thật thì người ta đi theo trang mạng. Chứ bây giờ vì người ta phải thấy cái trang mạng nó lợi hại quá, cho nên là một số phe phái, một số nhóm lợi ích, một số tập đoàn lại dựa vào đó để ra những trang mạng đó để chi phối thông tin, thì nó dẫn đến cái tình trạng như thế. Chứ còn cái chuyện đó Nguyễn Bá Thanh vừa rồi đó, là đi hoặc là về đó thì cũng có thông tin đưa sai, sau lại phải phải chỉnh lại. Thông tin đây trên mạng này trái thôi chứ không phải mạng này phải, thì đưa tin nó về ngày này nhưng lại về chậm trong một hai ngày sau. Thành thử nó theo tôi đó, là người đã từng làm truyền hình, làm báo chí lâu năm ở Việt Nam đó, thì tôi thấy cái này này, bắt đầu từ cái đài tôi nói Việt Nam, đài phát thanh là chiếm lĩnh, sau đến một thời thì đó là truyền hình chiếm lĩnh, và những cái đó đều không gần với sự thật, xa với sự thật, một nửa sự thật thôi. Cho nên là những cái trang mạng đó là nó có cái vai trò nhất định của nó trong xã hội bây giờ, nó trở thành một cái thế lực, vì thế người ta hãy lợi dụng cái đó, kể cả lợi dụng xấu và lợi dụng tốt, nó cũng như con dao sắc đấy, ai cũng muốn cầm.